Thưa quý vị và các bạn, tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ gây mất trật tự an toàn giao thông trên đường tỉnh 902, đoạn từ thành phố Vĩnh Long đến huyện Mang Thít, thời gian qua diễn biến phức tạp. Trước thực trạng này, thì Ban An toàn giao thông tỉnh đã đề ra kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông trên tuyến đường này. Từ tháng 12 năm 2023 đến nay, Ban An toàn giao thông huyện Long Hồ phối hợp với Thanh tra Sở Giao thông tổ chức kiểm tra, lập danh sách 77 trường hợp là vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường, hành lang an toàn giao thông đường bộ trên tuyến đường tỉnh 902. Ngoài nhắc nhở chung, cơ quan chức năng còn buộc các hộ cam kết không vi phạm trật tự an toàn giao thông, tự giác tháo dỡ những vật che chắn, xây dựng nhà tạm mua bán, gây cản trở tầm nhìn, giải tỏa trắng vỉa hè khu vực đô thị theo quy định. Sau thời gian thực hiện, đến nay đã có 44 trường hợp tự nguyện tháo dỡ mái che, biển hiệu, biển quảng cáo, trả lại đường thông thoáng cho người tham gia giao thông. Rồi em thấy nắng quá không có cây á, rồi em mới để cái máy hiên. Thì giờ được mấy anh ở huyện lên vận động thì em tháo dỡ hết để mà trả mặt bằng lại cho nhà nước với lại thông thoáng đường đi cho người dân. Tôi thì thấy bà con tháo dỡ thì rất phấn khởi, tạo cái mặt đường nó thông thoáng để tham gia giao thông thuận tiện. Bên cạnh việc giải tỏa tình trạng người dân lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ, Ban An toàn giao thông các huyện Long Hồ, Mang Thít còn tổ chức rong mé cây xanh, phát quang cây cối che khuất tầm nhìn trên tuyến đường này. Để lập lại trật tự an toàn giao thông là đường tỉnh 902 theo quyết định của 2366 của ban tỉnh thì thanh tra giao thông là cử người phối hợp với Ban An toàn giao thông các huyện như Long Hồ, Mang Thít thực hiện từng bước. Thứ nhất là tuyên truyền cho tháo dỡ di dời, thứ hai nữa là cho cam kết, thứ ba nữa là nếu mà các hộ mà không chịu thực hiện thì là xử lý là vi phạm hành chính, thứ tư nữa là nếu mà thực hiện vi phạm hành chính mà cố tình không chịu tháo dỡ thì là lực lượng sẽ là cưỡng chế. Thời gian thực hiện thì chắc tới trong tháng 2 đó là chúng ta sẽ hoàn thành cái giai đoạn từ Long Hồ đến là Mang Thít đó là sơ kết. Bước đầu thực hiện được tiếp tục là thực hiện cái đoạn Vũng Liêm hết tuyến đường 902. Hành lang lộ giới có vai trò quan trọng trong việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông và bảo vệ công trình đường bộ. Việc lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ tuyến đường tỉnh 902 nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về tầm quan trọng của việc quản lý, bảo vệ hành lang an toàn đường bộ, trả lại tuyến đường thông thoáng cho người tham gia giao thông.